Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Sau đây là chương trình phát thanh trực tiếp Nhịp Cầu Sức Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ. Nhịp Cầu Sức Khỏe. Nhịp Cầu Sức Khỏe. Nhịp Cầu Sức Khỏe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hai MC Tạ Thanh và Chuyển Việt rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Nhịp Cầu Sức Khỏe. Chương trình đang phát trực tiếp trên sóng FM tần số 106MHz, tần số trên vệ tinh Vinasat 1 10968MHz. Quý thính giả muốn giao lưu, đặt câu hỏi, trò chuyện với chương trình có thể bình luận trên fanpage đang được livestream trực tiếp tại địa chỉ www.facebook.com/nhịp cầu sức khỏe PTV. Đây cũng là nơi để quý vị có thể gửi những món quà âm nhạc tới những người thân yêu của mình. Mỗi số của chương trình sẽ giới thiệu, chia sẻ cùng quý thính giả những câu chuyện về sức khỏe, đời sống, những loại bệnh thường gặp và cách phòng tránh. Nội dung của chương trình hôm nay là cấy ghép implant phục hồi răng mất. Quý vị thân mến, chăm sóc sức khỏe răng miệng là điều mà chúng ta quan tâm hàng ngày. Tuy nhiên, do tuổi tác cũng như sự hoạt động liên tục, răng của chúng ta phải chịu khá nhiều tác động cũng như tổn thương. Và hệ quả không ai mong muốn nhưng cũng đã xảy ra với khá nhiều người, đó là tình trạng mất răng. Vâng, mất răng hoặc mất răng toàn hàm là tình trạng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, dẫn tới nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt cũng như ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ. Vậy nếu không may bị mất răng thì phải làm sao và có cách nào để phục hồi răng mất? Chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có câu trả lời cho câu hỏi này. Đồng hành cùng chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện trong phòng thu của chương trình, bác sĩ Nguyễn Văn Thùy, khoa liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Nhịp Cầu Sức Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ. Xin chào quý khán thính giả của chương trình Nhịp Cầu Sức Khỏe. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại chương trình Nhịp Cầu Sức Khỏe tuần này, cấy ghép implant phục hồi răng mất đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 106MHz, trên sóng vệ tinh là tần số 10968MHz và được livestream trực tiếp trên fanpage Nhịp Cầu Sức Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ. Bên cạnh phần trao đổi của MC với khách mời, quý vị cũng có thể tham gia bằng cách đặt câu hỏi dưới phần bình luận trên fanpage hoặc để lại thông tin và số điện thoại liên hệ. Chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn giải tỏa những băn khoăn và cung cấp những thông tin y khoa mới nhất cho phương pháp cấy ghép implant phục hồi răng mất. Và trước khi đi vào phần trao đổi tư vấn đến từ chuyên gia của chương trình, mời quý thính giả đến với một clip tổng hợp sau đây. Trong đời mỗi người, bộ răng xuất hiện theo hai giai đoạn là răng sữa và răng vĩnh viễn. Mỗi chiếc răng được cấu tạo bởi 3 phần chính là chân, cổ và thân răng với 3 lớp gồm men răng, ngà răng và tủy răng. Mạch máu và thần kinh nằm trong lớp tủy răng. Khu vực chân răng, men răng được ví như một lớp xi măng giữ răng đứng vững trên xương hàm để làm nhiệm vụ của mình. Người trưởng thành có 32 cái răng vĩnh viễn, bao gồm 8 cái răng cửa, 4 cái răng nanh, 8 răng tiền hàm, 12 răng hàm, đã bao gồm 4 chiếc răng khôn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà một hay nhiều răng bị mất, rụng đi, từ đó phát sinh những vấn đề không chỉ là thẩm mỹ, chức năng ăn nhai mà còn gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Vâng, và trong phần đầu chương trình thì chúng ta đã nói đến khái niệm là mất răng. Bác sĩ có thể cho quý thính giả rõ hơn về khái niệm mất răng và những nguyên nhân nào thì gây ra tình trạng mất răng? Về khái niệm của mất răng thì mất răng đó là việc thiếu hụt một hoặc nhiều chiếc răng trên cung hàm so với cái bộ răng sinh lý của con người. Đối với trẻ con thì sẽ có 20 răng sữa, với các bạn thiếu một răng hoặc một vài răng thì nó sẽ là mất răng. Còn đối với người lớn thì là bộ răng sẽ bao gồm 32 chiếc răng, thì việc mình thiếu hụt một hoặc vài cái răng thì sẽ là tình trạng mất răng. Về nguyên nhân của cái tình trạng mất răng này thì có thể có nhiều nguyên nhân. Nó sẽ có những cái nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất đó là thiếu răng bẩm sinh. Và những cái trường hợp này thì bệnh nhân sẽ không có cái mầm răng. Mầm răng sẽ bị thiếu hụt và khi mà đến cái giai đoạn mọc răng thì cái răng sẽ không có mọc được trên cung hàm. Thì những trường hợp này thì được tính là thiếu răng bẩm sinh. Nguyên nhân thứ hai đó là do chấn thương, các cái tai nạn sinh hoạt hoặc là các tai nạn lao động, tai nạn về giao thông thì có thể dẫn đến những cái tình trạng mất răng.
Nguyên nhân thứ ba đó là do bệnh lý, các bệnh lý sâu răng, bệnh lý về tủy răng và các bệnh lý viêm quanh răng thì có thể dẫn đến mất răng. Những cái hoặc là những cái biến chứng do những răng tá mọc lệch. Răng tá mọc lệch thì có thể dẫn đến cái hiện tượng là nó đâm vào cái răng số 7, khiến cho cái răng số 7 sâu và hỏng. Hỏng thì lúc đó thì những cái răng số 7 không thể chữa được nữa thì chúng ta sẽ phải nhổ bỏ răng số 7 đi, thì sẽ dẫn đến cái tình trạng mất răng. Cái nguyên nhân thứ tư đó là do tuổi tác. Các răng sẽ mất dần đi theo cái tuổi, độ tuổi của chúng ta. Khi mà càng già đi thì những cái bệnh lý về viêm quanh răng, những bệnh lý toàn thân có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng răng miệng và dẫn đến việc mất răng. Nguyên nhân thứ năm đó là do chế độ ăn. Thì chế độ ăn thì có thể là các ăn các đồ ngọt hoặc các nước uống có ga, hoặc là những ăn những đồ dai cứng cũng có thể gây ra những cái tình trạng vỡ răng hoặc là dẫn đến tình trạng là mất răng. Vâng, vậy là qua chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến mất răng. Vậy xin bác sĩ cho biết là cái hậu quả của việc mất răng đối với người bệnh là gì ạ? Việc mất răng có thể gây ra những cái hậu quả như sau. Thứ nhất đó là việc làm giảm chức năng ăn nhai. Mỗi cái răng trên cung hàm nó sẽ có một cái hệ số nhai tương ứng với khả năng ăn nhai của chiếc răng đó tham gia vào quá trình nhai. Thì khi mà việc mất răng sẽ làm giảm cái khả năng nhai. Trên thực tế thì việc mất, đôi khi mất một cái răng hàm hoặc là một vài cái răng hàm có thể là đánh mất hoàn toàn cái sức nhai của một phần bên cung hàm đó. Thì như vậy thì bệnh nhân sẽ gần như là mất một nửa, 50% cái khả năng nhai của bên cung hàm. Đấy, cái hậu quả thứ hai đó là gây ra xô lệch răng và sai khớp cắn. Những cái răng mất mà nếu mà không được điều trị kịp thời, không được phục hồi những cái răng kịp thời thì những cái răng bên cạnh và những cái răng bên cạnh nó sẽ xô lệch vào nhau, nó sẽ xô, và những cái răng trên nó có thể chồi xuống dẫn đến cái hiện tượng là sai khớp cắn, nên nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe lâu dài. Đấy, cái hậu quả thứ ba đó là tiêu xương ổ răng. Tiêu xương ổ răng thì khi mà răng mất thì xương ổ có thể sẽ tiêu dần đi theo thời gian và dẫn đến những khó khăn trong việc phục hồi răng sau này, gây ra cái hiện tượng hóp má, những cái cơ trên khuôn mặt nó sẽ bị chảy xệ và khiến cho cái khuôn mặt chúng ta bị già đi so với tuổi. Và hậu quả thứ tư đó là dẫn đến cái việc phát âm không chính xác. Đối với những cái việc mất răng ở vùng răng cửa thì có thể là dẫn đến những cái phát âm khiến cho cái việc phát âm nó không còn được tròn vành rõ chữ nữa, thì dẫn đến việc nói ngọng. Những cái trường hợp mà mất nhiều răng thì các cụ hay nói là cứ nói thều thào đấy. Hậu quả thứ năm có thể là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Đấy, cái thẩm mỹ này thì thường là liên quan đến những cái răng cửa. Chúng ta mất những cái răng cửa thì thường khiến chúng ta thiếu tự tin trong cái quá trình giao tiếp. Những cái răng cửa nó bị sâu hỏng thì cũng khi đó thì chúng ta cũng không tự tin trong cái việc giao tiếp. Hậu quả thứ sáu đó là ảnh hưởng đến tiêu hóa. Cái như chúng ta đã biết thì cái bộ răng là tham gia vào quá trình đầu của việc tiêu hóa. Thế nên là khi mà mất răng thì cái thức ăn nó sẽ không được nghiền nát kỹ. Thế nên khi chúng ta đưa vào dạ dày thì cái việc tiêu hóa ở dạ dày nó sẽ gặp khó khăn hơn và có thể dẫn đến nguyên nhân là gây đau dạ dày. Cái hậu quả thứ bảy đó là gây ảnh hưởng rối loạn thần kinh cơ. Khi mà việc mất răng khiến cho cái hàm răng xô lệch, hai hàm nó cắn khít vào với nhau và nó không sẽ gây ra những cái chuyển động nó không sinh lý, thì nên dẫn đến những cái hậu quả ví dụ như có thể đau đầu hoặc là đau cổ vai gáy. Và hậu quả thứ 8 có thể là ảnh hưởng đến tâm lý. Đối với những bệnh nhân mất răng lâu ngày thì khiến cho bệnh nhân ăn nhai không đảm bảo với sức khỏe, bệnh nhân mất tự tin trong giao tiếp thì cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái tâm lý của bệnh nhân. Vâng, có thể thấy có rất nhiều nguyên nhân. Đúng là cái răng cái tóc là góc con người. Và chúng tôi cứ nghĩ là mất răng chỉ là ảnh hưởng đến quá trình ăn và nhai của chúng ta, nhưng mà phía sau nó là rất nhiều vấn đề, đúng không ạ? Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nhịp cầu sức khỏe với chủ đề cấy ghép implant phục hồi răng mất. Để tham gia chương trình, quý vị và các bạn có thể tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình ở địa chỉ www.facebook.com/nhịp cầu sức khỏe PTV. Thưa quý vị, trong phần đầu của chương trình thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguyên nhân và những hệ lụy của việc mất răng đối với sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Thùy về một trong những phương pháp phục hồi răng mất hiệu quả, đó là phương pháp cấy ghép implant trong phục hồi răng mất.
Trước tiên xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Văn Thủy, cấy ghép implant trong phục hồi răng mất là gì? Cấy ghép implant là một cái phẫu thuật thay thế nhằm thay thế cái chân răng đã mất bằng một trụ kim loại, sau đó thì kết nối với cái trụ kim loại ở phía trên bằng các cái răng sứ để phục hồi lại cái chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho bệnh nhân. Vâng, thì trụ kim loại mà bác sĩ vừa nhắc đến là làm bằng vật liệu gì? Vâng, và cái trụ kim loại implant thì cái trụ implant đấy thì sẽ làm bằng thường nó sẽ có hai chất liệu, một thứ nhất là bằng titanium và một chất liệu nữa có thể làm bằng zirconia, nhưng mà ở trên thị trường Việt Nam thì hiện tại thì phổ biến là cái trụ bằng titanium. Các trụ titanium này sẽ được thiết kế các kích thước khác nhau phù hợp với lại cái xương hàm của mỗi bệnh nhân, và cái bề mặt của cái trụ titanium này sẽ được xử lý bề mặt, ví dụ như thổi cát hoặc là có thể làm bổ sung thêm một số các hoạt chất để tăng cường cái quá trình tích hợp xương, để giúp cho cái implant nó tích hợp xương tốt với xương hàm của bệnh nhân để cái khả năng chịu lực khi ăn nhai. Vâng, vậy cái ưu nhược điểm của cái phương pháp cấy ghép này là gì thưa bác sĩ? Cái hiện tại cái phương pháp cấy ghép implant thì là một cái phương pháp mà phục hồi răng mất, nó là phương pháp tối ưu nhất hiện tại. Cái ưu nhược điểm của cái phương pháp này thì nó là thứ nhất là phục hồi lại cái chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho bệnh nhân là gần giống với răng thật nhất, tức là nó mang lại một cái sự khả năng nhai một cách sinh lý nhất đối với bệnh nhân. Thứ hai đó là việc khôi phục lại về cái thẩm mỹ, việc cái khôi phục lại cái da răng trên implant này nó cũng là đem lại một cái thẩm mỹ là tương đối đẹp cho bệnh nhân. Thứ ba đó là những cái vật liệu mà sử dụng trong cái cấy ghép implant này thì nó tương hợp sinh học đối với cơ thể rất là tốt. Với những cái vật liệu titanium thì nó đã được sử dụng trong cái y học rất nhiều năm rồi, ví dụ như làm các nẹp kết hợp xương hoặc là những cái vật liệu thay thế cho xương cánh tay, xương cổ chân hoặc là những cái vùng xương khác thì đều làm bằng titanium, thì cái vật liệu này nó không gây dị ứng và không tỷ lệ đào thải nó thấp. Thứ ba đó là việc cấy ghép implant thì nó sẽ giúp cho cái bảo tồn được cái xương ổ răng và cái mô lợi của bệnh nhân nó được tốt hơn. Việc cấy implant vào xương hàm một cách kịp thời thì giúp cho cái xương ổ răng nó không bị tiêu đi và giúp duy trì được cái thẩm mỹ cho bệnh nhân nó tốt hơn. Đấy. Về cái nhược điểm của phương pháp này thì nó sẽ có một nhược điểm là cái chi phí cấy ghép implant thì nó vẫn còn hơi cao, thế nên là cái việc tiếp cận đối với đa số bệnh nhân thì đôi khi vẫn còn khó khăn. Thứ hai đó là nó sẽ có những cái chống chỉ định nhất định đối với những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh toàn thân. Vâng, như vậy thì có phải tất cả những trường hợp mà mất răng đều có thể thực hiện được phương pháp cấy ghép implant này hay không thưa bác sĩ? Vâng, cái phương pháp cấy ghép implant này thì nó sẽ chỉ định cho những bệnh nhân thì từ 18 tuổi trở lên, tức là ở độ tuổi trưởng thành, chứ không có chỉ định cho trẻ em. Và những người mà nó sẽ chỉ định cho những người mà mất răng mà có mong muốn được phục hồi lại cái răng cố định mà không phải là những cái răng tháo lắp. Đấy. Và những người mất răng toàn bộ như những cụ ông cụ bà mất răng toàn bộ thì cũng có thể phục hồi lại những cái răng đã mất, toàn bộ cái hàm răng đã mất bằng phương pháp cấy ghép implant này. Về việc chống chỉ định thì nó sẽ có một số cái chống chỉ định nhất định đối với những bệnh nhân, ví dụ như là những bệnh nhân bị tiểu đường mà không kiểm soát được, việc cái đường huyết không kiểm soát được thì chúng ta sẽ không có cái chỉ định cấy ghép implant, vì đường huyết cao quá thì khi mà cấy ghép implant vào thì cái implant nó sẽ không có thể tích hợp được với xương hàm và nó sẽ đào thải. Với những phụ nữ đang trong quá trình mang thai, những người có viêm nhiễm, đang có những viêm nhiễm tại cái vị trí mà cần cấy ghép implant, ví dụ như những cái vùng cấy ghép implant nó đang có cái hiện tượng viêm nhiễm thì mình sẽ không có chỉ định tại cái thời điểm đấy. Và những cái ngoài ra thì một số những cái trường hợp khác, ví dụ cần có thể cân nhắc cái việc có đặt trụ implant hay không, đó là ví dụ những cái trường hợp mà không hợp tác được với bác sĩ trong suốt quá trình điều trị, những cái bệnh nhân mà không vệ sinh răng miệng không được tốt thì cái quá trình đặt implant thì cái implant nó cũng sẽ đào thải ra không có tích hợp được, hoặc là một số những bệnh lý mãn tính như là huyết áp cao, những bệnh lý tim mạch. Đấy. Hoặc là những bệnh nhân mà nghiện thuốc lá, nghiện rượu,
cái bệnh nhân hút thuốc lá thì cái khả năng tích hợp xương đối với Gimelan nó sẽ, tỷ lệ nó sẽ bị giảm đi. Và những cái bệnh nhân mà điều trị có cái điều trị xạ trị ở cái vùng đầu mặt cổ này thì cũng sẽ là phải cân nhắc cái việc đặt implant, bởi vì khi mà đã xạ trị ở vùng đầu mặt cổ này thì khiến cho những cái mạch máu nó bị thiếu dưỡng, cái vùng mạch máu nuôi dưỡng cho cái xương hàm nó sẽ thiếu dưỡng và việc đặt implant nó sẽ khó khăn hơn. Vậy thì cái quy trình mà thực hiện cấy implant phục hồi răng mất này được tiến hành ra sao ạ? Cái quy trình cấy ghép implant này thì nó sẽ trải qua khoảng 7 bước. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ được thăm khám. Cái quá trình thăm khám này là cũng rất là quan trọng để bác sĩ đánh giá được cái tình trạng mất răng của bệnh nhân. Bác sĩ có thể tiên lượng được cái quá trình đặt implant và cái lên kế hoạch một cách chi tiết nhất cho cái quá trình đặt implant này. Thì sau đó thì bệnh nhân sẽ được chụp một cái phim CT. Chụp một CT cắt lớp ở cái vùng hàm mặt đấy. Để trên cái phim CT này thì sẽ cung cấp cho các bác sĩ các thông tin, ví dụ như bác sĩ có thể đo đạc ở trên cái phim đấy về cái kích thước xương ở cái vị trí cần đặt implant, có đủ xương không để đặt cho cái implant vào vị trí đấy không, và bác sĩ có thể chọn những cái trụ implant phù hợp với cái kích thước xương hàm của bệnh nhân. Thứ hai đó là bác sĩ có thể đánh giá được cái mật độ xương tại cái vị trí cấy ghép để sao cho cái khi mà thực hiện cấy ghép thì mình lựa chọn cái kỹ thuật nó chính xác nhất để tăng cái khả năng tích hợp đối với implant đối với bệnh nhân đó. Và đến bước thứ hai thì là bước chuẩn bị bệnh nhân và các điều trị các bệnh lý răng miệng trước khi việc cấy implant, thì không phải là bệnh nhân nào thì cũng có một cái tình trạng xương tại vị trí cấy ghép nó hoàn hảo cả. Thế nên là chúng ta sẽ phải có những cái điều trị trước khi cấy ghép, tức là có thể bệnh nhân sẽ điều trị lấy cái cao răng, vệ sinh răng miệng sạch đi, hoặc là có những cái răng nó bị xô lệch vào thì bệnh nhân sẽ có chỉ định chỉnh nha trước khi cấy ghép, là tức là cái răng mình sẽ đưa những cái răng bên cạnh về cái vị trí ban đầu của nó để tạo thuận lợi nhất cho quá trình cấy ghép implant. Đấy. Và sau đó thì trong cái quá trình chuẩn bị này thì bệnh nhân cũng sẽ được bác sĩ tư vấn và giải thích hết về cái tình trạng răng miệng của mình, các kế hoạch cụ thể cấy ghép implant, về phương pháp, rồi chi phí như thế nào, thời gian như thế nào, thì bệnh nhân cũng sẽ được tư vấn cụ thể ở cái bước thứ hai này. Và đến bước thứ ba đó là cái quá trình phẫu thuật đặt implant. Quá trình phẫu thuật này thì sẽ tiến hành quy trình sẽ tiến hành như là trong vô khuẩn như trong phòng mổ, thì chúng ta sẽ mở cái vùng lợi ở cái vùng mất răng ra và sử dụng các bộ mũi khoan, chúng ta sẽ khoan và đặt cái implant có kích thước phù hợp đối với bệnh nhân vào cái vị trí này. Đấy, sau cái bước cấy ghép thì sẽ đến bước thứ tư, đó là bước tái khám sau khi cấy ghép implant. Thông thường thì bệnh nhân sẽ được tái khám sau 7 ngày cấy ghép implant để kiểm tra và cắt chỉ để bác sĩ kiểm tra luôn quá trình cấy ghép nó có tốt không, có viêm nhiễm gì không. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được tái khám khoảng 3 tháng hoặc là thời gian lâu hơn tùy những trường hợp để kiểm tra quá trình là implant tích hợp xương tốt, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn thứ hai tiếp theo. Đến bước thứ năm đó là việc lấy dấu mẫu hàm. Sau khi cái implant nó tích hợp tốt với xương hàm rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là lấy dấu thì cái chúng ta sẽ sao cái mẫu hàm của bệnh nhân và gửi cho bên labo, người ta sẽ chế tác ra cái răng sứ để kết nối lên cái implant. Và bước thứ sáu đó là gắn cái răng sứ lên cái implant, thì chúng ta sẽ sử dụng phía trên implant nó sẽ có một cái kết nối vặn bằng ốc, chúng ta sẽ vặn vào cái implant đấy và sau đó thì lắp cái răng sứ lên trên. Các răng sứ sẽ được gắn bằng các xi măng để gắn chất gắn để cố định cái răng và cho cái răng nó gắn chặt với lại cái implant. Đến bước thứ bảy, sau khi gắn xong rồi thì bệnh nhân có hoàn toàn sẽ ăn nhai được bình thường. Và bước thứ bảy là các bước tái khám định kỳ. Bệnh nhân có thể tái khám sau khi gặp những cái bất thường, ví dụ như là cái răng nó bị lỏng ra hoặc là có những cái viêm nhiễm gì hoặc là những cái vấn đề phát sinh sau, thì bệnh nhân có thể tái khám hoặc là tái khám định kỳ 6 tháng một lần. Đấy là các bước của quý trình cấy ghép implant ạ. Vâng, như vậy là có 7 bước trong cái quá trình cấy ghép implant. Đặc biệt là sau khi nghe cái bác sĩ phân tích thì tôi và anh Tạ Thanh cũng như là nhiều khán giả đang đặt câu hỏi trên page của đài, đó là cái việc cấy ghép này có đau không thưa bác sĩ?
Câu hỏi này thì thực ra là rất nhiều bệnh nhân cũng có trăn trở, cũng rất nhiều người là sợ cấy ghép implant này sẽ bị đau. Nhưng mà thực ra là quá trình làm cấy ghép implant này nó là một cái tiểu phẫu cũng can thiệp cũng rất là nhỏ thôi. Mình cứ nghĩ là mình việc khoan xương ra, đặt một cái trụ kim loại vào xương thì rất là đau, nhưng mà quá trình cấy ghép này thì lại do là chúng ta làm trong cái môi trường vô khuẩn thì nên là việc và những cái can thiệp rất là nhỏ, thế nên là bệnh nhân thường là sẽ đau rất là ít thôi. Thường khó chịu đau nhất là vào cái ngày đầu tiên sau khi cấy ghép. Bệnh nhân chỉ cần uống 1 đến 2 viên giảm đau là bệnh nhân sẽ cảm thấy dễ chịu. Sau đó đến ngày hôm sau là hoàn toàn bệnh nhân có thể sẽ ăn uống và sinh hoạt được bình thường. Vâng, đối với bệnh nhân thì đối với bệnh nhân bị mất răng thì thời điểm nào là thời điểm thích hợp để cấy ghép implant thưa bác sĩ? Chúng ta sẽ có một số cái thời điểm, 3 cái thời điểm để cấy ghép implant. Tức là thứ nhất là thời điểm cấy tức thì, tức là cái răng mất thì nó sẽ có thể nó còn chân răng ở trên cung hàm thì mình sẽ cấy ghép tức thì, tức là mình sẽ nhổ cái chân răng ra và thực hiện cấy ghép luôn trong cái buổi hẹn nhổ chân răng đấy, là gọi là giai đoạn cấy ghép tức thì. Đấy, đặc biệt là những cái răng cửa thì mình sẽ hay có chỉ định cấy ghép tức thì để cho việc duy trì được cái thẩm mỹ của cái mô răng ở cái vị trí đấy được tối ưu nhất. Và cái thời điểm thứ hai mình có thể lựa chọn cấy ghép implant đó là cái giai đoạn cấy sớm, tức là thường là sau 4 đến 6 tuần nhổ răng. Khi mà mình nhổ răng rồi thì cái không phải trường hợp nào cũng đủ xương để mình cấy tức thì luôn, thì mình sẽ nhổ răng ra và đợi 4 đến 6 tuần thì khi cái mô mềm nó lành thương thì mình sẽ đặt implant vào giai đoạn đấy, thì giai đoạn này thì gọi là giai đoạn cấy sớm. Giai đoạn thứ ba nữa là giai đoạn cấy muộn, tức là mình sẽ nhổ cái chân răng đi hoàn toàn đi, sau đó đợi và xương nó lành thương thì mình sẽ cấy implant. Thì cái giai đoạn này nó sẽ dao động vào khoảng 3 đến 4 tháng hoặc là có thể chờ đợi lâu hơn nếu mà bệnh nhân có những cái viêm nhiễm, thì mình đấy là giai đoạn cấy ghép muộn. Vâng, câu trả lời vừa rồi thì có lẽ cũng giúp cho một bạn thính giả đang theo dõi page của chương trình đặt câu hỏi là muốn hỏi là mất răng bao lâu thì có thể cấy ghép implant, thì câu trả lời của bác sĩ Vũ Thùy vừa rồi sẽ giúp bạn có câu trả lời. Theo thống kê của Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ người mắc các bệnh về răng miệng cao nhất trên thế giới với tỷ lệ khoảng 90%. Trong đó đối tượng từ 40 đến 55 tuổi mất ít nhất một răng có tỷ trọng cao nhất trong nhóm người bị mất răng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, trưởng khoa liên chuyên khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết. Với tỷ lệ mà bệnh nhân đến đây khám với bọn mình thì gần như là bệnh nhân nào đến cũng có mất ít nhất là một răng. Cái tỷ lệ mất răng mà đến khám với bọn mình nó phải chiếm tầm độ khoảng 70 đến 80%. Đấy, có thể là mất tối thiểu là một răng và có người thì mất toàn hàm. Nguyên nhân mà dẫn đến mất răng rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên mà mình có thể chia sẻ đến đấy là những cái bệnh lý liên quan đến răng miệng, bệnh lý của sâu răng dẫn đến không điều trị, không khám thì vỡ răng rồi là răng phải nhổ. Cái nguyên nhân thứ hai cũng rất là nhiều, đấy là bệnh lý về quanh răng, bệnh nhân vệ sinh răng miệng kém dẫn đến tình trạng răng lung lay không thể bảo tồn được, bệnh nhân bị chấn thương răng trong những các cái vụ tai nạn va chạm đến mất răng. Để xử lý cái tình trạng mất răng thì có rất là nhiều các phương pháp. Một trong những cái giải pháp mà nha khoa hiện đại bây giờ vẫn đang hướng đến đấy là phục hình bằng cái cố định bằng cái ghép implant sẽ mang được lại cho người bệnh cái sức nhai gần như là bình thường. Một khi răng đã mất, nếu tiếp tục không được điều trị, người bệnh còn phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng như khó khăn trong việc ăn, nhai, tiêu xương hàm, các răng còn lại bị xô lệch gây xáo trộn khớp cắn và là nguyên nhân gây ra hội chứng đau khớp thái dương hàm và cơ nhai. Để phòng tránh thì cần đi khám chuyên khoa sớm để các bác sĩ xác định nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết. Đồng thời, người dân cũng nên có thói quen đi khám răng định kỳ, đừng để đến khi đau nhức không chịu được nữa thì lúc đó đã quá muộn. Vâng, chúng ta quay trở lại phòng thu của chương trình với bác sĩ Nguyễn Văn Thùy. Chủ đề của chúng ta hôm nay là cấy ghép implant phục hồi răng mất. Xin bác sĩ Nguyễn Văn Thùy cho biết là những lưu ý khi chúng ta thực hiện phương pháp cấy ghép implant này là gì ạ? Thứ nhất là bệnh nhân sau khi được bác sĩ giải thích về cái tình trạng
răng miệng của mình đồng ý với cái việc cấy ghép implant thì bệnh nhân sẽ chuẩn bị một số các vấn đề trước khi cấy ghép implant. Thứ nhất là bệnh nhân chuẩn bị trước cái tâm lý. Thực ra là đa số các bệnh nhân là đều rất là lo lắng khi mà trước khi cấy ghép implant, rất là nhiều bệnh nhân sợ đau rồi sợ chảy máu hoặc là sợ một số vấn đề khác, nhưng mà bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước tâm lý trước khi cấy ghép. Thứ hai đó là bệnh nhân sẽ được ăn uống đầy đủ no trước khi thực hiện, bởi vì trong quá trình làm thì mình sẽ phải gây tê. Và bệnh nhân có thể sử dụng một số loại thuốc, ví dụ như bệnh nhân có cái bệnh lý như cao huyết áp thì có thể sử dụng uống trước các cái thuốc huyết áp để cho huyết áp trở về bình thường và chúng ta sẽ thực hiện làm thủ thuật. Quan trọng nhất là cái việc bệnh nhân chuẩn bị một cái tâm lý thoải mái nhất thì chúng ta tiến hành một cách thuận lợi. Vâng, đó là những cái lưu ý trước khi cấy ghép. Vậy thì sau khi cấy ghép thì người bệnh cần lưu ý những gì ạ? Việc sau khi cấy ghép thì bệnh nhân sẽ được cắn một cái gạc ở trong miệng trong vòng một tiếng đầu tiên để đảm bảo cho cái việc cầm máu một cách tối ưu nhất. Bệnh nhân sẽ cắn chặt cái gạc này và nuốt nước bọt bình thường trong vòng một tiếng để cho cái cục máu đông nó hình thành và sẽ không bị chảy máu. Sau khi cắn gạc ra thì ngày đầu tiên thì có thể trong miệng sẽ có thể giải chảy rỉ rả một chút cái dịch hồng nhờ nhờ giống như máu cá thì cái đấy là hoàn toàn bình thường và bệnh nhân không cần phải lo lắng quá về cái vấn đề này. Bệnh nhân có thể chườm đá ở ngoài má trong ngày đầu tiên thì mình chườm để cho giảm bớt cái quá trình sưng đau đi. Ăn uống đồ nguội, đừng không ăn uống những cái đồ nó quá nóng hoặc quá lạnh để ảnh hưởng đến cái vị trí cấy ghép. Và bệnh nhân vẫn sẽ vệ sinh răng miệng bình thường, có thể chải răng một cách nhẹ nhàng và kết hợp thêm sử dụng những cái nước súc miệng sát khuẩn ở cái vùng khoang miệng nữa. Và một điều quan trọng nữa là bệnh nhân sẽ phải uống thuốc đầy đủ theo cái đơn của bác sĩ. Vâng, có những trường hợp thì mất răng lâu ngày, xương ổ răng bị tiêu thì có thể thực hiện với phương pháp này không thưa bác sĩ? Đối với những trường hợp mà mất răng lâu ngày thì xương ổ răng nó sẽ tiêu nhiều đi thì không phải trường hợp nào cũng sẽ đủ xương để cho bác sĩ cấy ghép thì khi đó thì nếu bệnh nhân muốn cấy ghép thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp để phục hồi lại cái xương và cái mô mềm đã bị mất, ví dụ như cái phương pháp ghép xương. Chúng ta có thể ghép những cái xương nhân tạo hoặc là xương tự thân của bệnh nhân. Chúng ta sẽ lấy những cái xương ở những cái vùng lân cận, ví dụ như vùng cạnh cái vị trí ổ răng mình cần cấy ghép, hoặc là lấy những cái xương ở vùng cằm hoặc là xương ở vùng góc hàm để chúng ta ghép cho bệnh nhân. Hoặc là có những cái vùng khuyết hồng nó lớn hơn thì chúng ta có thể lấy xương chậu lên ghép vào để phục hồi lại cái xương mất. Với những cái vùng nó thiếu hụt nhiều ít hơn thì mình có thể sử dụng những cái xương tổng hợp, xương nhân tạo để chúng ta ghép và phủ một cái lớp màng collagen lên thì giúp cho cái việc xương nó sẽ hình thành lên cái xương thật của bệnh nhân, và lúc đó thì chúng ta sẽ đủ thể tích xương để chúng ta cấy ghép. Hoặc là những cái trường hợp mà có những trường hợp nó sẽ bị tiêu, những cái mô mềm tiêu đi không đảm bảo được cái mô mềm quanh cái vị trí cấy ghép thì chúng ta có thể ghép thêm những mô liên kết. Những cái mô liên kết này thường chúng ta sẽ lấy ở trên vùng vòm miệng xuống và chúng ta sẽ ghép vào cái vùng cần cấy ghép để phục hồi lại cái mô lợi xung quanh cái vị trí cấy ghép. Và có những cái răng hàm trên thì nó sẽ liên quan đến cái xoang hàm. Thì những cái bệnh nhân mà mất răng lâu ngày thì cái xương nó sẽ tiêu rất nhiều, thì cái xoang hàm nó sẽ không đủ xương thì chúng ta có thể kết hợp thêm một số phương pháp, ví dụ như là nâng xoang lên để chúng ta cấy ghép. Vậy thì đối với những người cao tuổi ấy, thì họ thường mất hết răng trên cung hàm. Và cũng có một khán giả Facebook là Lương Lan đang quan tâm là bà của bạn ấy trên 60 tuổi rồi và cũng đang bị mất răng như vậy. Vậy thì có thể cấy ghép được implant không ạ? Đối với những bệnh nhân cao tuổi thì hoàn toàn có thể cấy ghép được implant bình thường. Những người cao tuổi thì thường là có những cái bệnh lý toàn thân kèm theo, thì những cái bệnh lý đó thì mình kiểm soát tốt được thì mình sẽ cấy ghép được implant bình thường ạ. Vậy hiện nay thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì thực hiện phương pháp này ra sao? Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì hiện tại là cái phương pháp này cũng đã được cấy ghép rồi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là đơn vị công lập đầu tiên ở tại tỉnh Phú Thọ đã thực hiện được cái kỹ thuật cấy ghép implant cho người bệnh. Việc cấy ghép này thì bệnh nhân sẽ được thực hiện ở trong phòng thủ thuật và sẽ mang lại rất nhiều cái giá trị cho bệnh nhân ạ. Và chúng tôi nhận được một câu hỏi của thính giả mong bác sĩ tư vấn. Thưa bác sĩ, anh trai em răng khớp khểnh nên
đã đi thẩm mỹ răng để làm đẹp, nhưng được một thời gian thì răng thật bên trong bị sâu, kèm theo đó là bị viêm lợi nặng nên có nguy cơ sẽ phải cấy ghép implant. Xin bác sĩ cho lời khuyên. Xin mời bác sĩ. Đối với trường hợp mà anh trai của bạn khán giả này thì đúng ra là trong trường hợp mà răng khớp khểnh thì những cái răng thì mình nên là nắn chỉnh trước sau khi làm răng sứ. Thì bây giờ làm răng sứ rồi thì những cái răng nó sẽ không còn được sinh lý nữa và nó sẽ có nguy cơ hỏng. Thì bạn nên đưa anh mình đi khám đến các cơ sở y tế, sẽ được các bác sĩ khám và cho chụp phim, sau đó thì các bác sĩ sẽ đánh giá xem là những cái răng nó sẽ gặp vấn đề gì, những cái răng nào mà còn giữ lại được thì mình sẽ giữ lại và những cái răng nào mà đã hỏng rồi thì mình sẽ tiến hành nhổ đi và cấy ghép implant. Thì những cái răng nó đã bị hỏng thì mình vẫn sẽ cấy ghép được thôi, nên là sẽ phục hồi lại cái khả năng ăn nhai cho bệnh nhân thôi, nên là bạn cũng không cần quá lo lắng ạ. Vâng, cảm ơn lời khuyên của bác sĩ dành cho thính giả của chương trình. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn dành cho bác sĩ đó là hiệu quả mang lại của người bệnh khi mà thực hiện phương pháp cấy ghép implant là gì? Việc triển khai cái cấy ghép implant này thì tại bệnh viện thì đã mang lại rất nhiều cái giá trị cho bệnh nhân. Thứ nhất là những cái bệnh nhân được cấy ghép tại bệnh viện thì sẽ được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện. Bệnh nhân sẽ có những cái bệnh lý về toàn thân thì sẽ được điều trị trước khi cấy ghép để đảm bảo an toàn. Và tại bệnh viện thì chúng tôi có các trang thiết bị và phòng ốc sẽ đảm bảo là vô khuẩn và các trang thiết bị hiện đại, thế nên là việc thực hiện cấy ghép implant chúng tôi thực hiện tại bệnh viện là thường quy rồi, thế nên là các quý bệnh nhân sẽ hoàn toàn yên tâm về việc khi thực hiện tại bệnh viện nó sẽ rất là an toàn. Vâng, vậy đối với những người đã thực hiện cái phương pháp cấy implant này thì những cái dấu hiệu bất thường nào mà người bệnh cần quan tâm để đi khám trở lại? Và cái quá trình cấy ghép này thì có để lại những biến chứng gì không ạ? Những lưu ý mà của bệnh nhân sau khi cấy ghép implant thì sẽ có một số lưu ý như sau. Thứ nhất là những cái vùng implant nó sẽ bị sưng viêm, đau, nó gây đau nhức, có thể là chảy mủ ra, thì bệnh nhân sẽ quay lại trở lại để bác sĩ khám lại và xem là cái implant nó có ảnh hưởng gì đến quá trình tích hợp không. Nếu mà có viêm nhiễm thì các bác sĩ có thể tháo bỏ cái implant đấy ra và chờ cho cái vùng đấy lành thương và chúng ta sẽ tiến hành cấy ghép lại sau. Hoặc là có những trường hợp mà bệnh nhân bị lỏng những cái vít, lỏng những cái răng ra thì chúng ta có thể quay lại để bác sĩ sẽ vặn siết chặt lại những cái kết nối ở phía trên thì bệnh nhân sẽ hoàn toàn khôi phục lại quá trình ăn nhai. Còn về cái biến chứng của cái việc cấy ghép implant, nó sẽ có những cái biến chứng sớm hoặc là biến chứng muộn. Với những biến chứng sớm thì bệnh nhân có thể chảy máu ngay sau khi cấy ghép, hoặc là tê bì vùng mặt do cái việc cấy ghép này chạm vào cái dây thần kinh, hoặc là implant có thể chui vào những cái lòng xoang hàm trên, hoặc là có những cái biến chứng như nhiễm trùng, hoặc là bệnh nhân có những cái phản ứng phản vệ hoặc là ngộ độc thuốc tê. Thì những cái này thì cái tỷ lệ nó xảy ra là rất là thấp thôi, thế nên là những cái biến chứng này chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được, nên bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm để thực hiện cấy ghép ạ. Vâng, và một câu hỏi cũng được rất nhiều người quan tâm, đó là với những ưu điểm của phương pháp cấy ghép implant này thì chi phí dành cho việc cấy ghép này ra sao? Hiện tại thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì việc cấy ghép một trụ implant trọn gói đã bao gồm cả răng thì chi phí sẽ là 12 triệu. 12 triệu đã bao gồm răng rồi, là trọn gói luôn. Và đang có cái chương trình ưu đãi cho 30 bệnh nhân đầu tiên thì sẽ được giảm 10%. Vậy cái chế độ mà chăm sóc răng miệng sau khi cấy implant thì cần chú ý gì ạ? Cấy ghép implant này thì bệnh nhân vẫn sẽ duy trì cái chế độ vệ sinh răng miệng bình thường. Bệnh nhân vẫn chải răng và súc miệng. Bệnh nhân có thể sử dụng thêm một số cái chỉ nha khoa hoặc là nước súc miệng sát khuẩn ở trong miệng và tăm nước để giúp cho cái quá trình vệ sinh nó dễ dàng hơn. Đấy, hoặc là sau cấy ghép thì có thể là những cái vùng cấy ghép implant nó sẽ gây rắt thức ăn thì bệnh nhân vẫn sẽ bị vệ sinh bình thường như những cái răng bình thường của mình thôi. Vâng, và mà một bác sĩ cho những lời khuyên dành cho quý thính giả để có một hàm răng khỏe mạnh. Mình sẽ có một số cái lời khuyên dành cho các bạn khán thính giả để có một cái hàm răng khỏe mạnh. Thứ nhất là chúng ta chải răng ít nhất là 2 lần trên ngày. Chải răng và chúng ta chải răng một cách nhẹ nhàng thôi, mua những cái bàn chải lông lông nó mềm
mềm và chải răng xoay tròn hoặc là chải răng dọc chứ không có chải răng kéo ngang, vì cái lực tác dụng của bàn chải khi mà chúng ta chải ngang thì có thể dẫn đến việc là tổn thương những cái vùng lợi hoặc là gây ra hiện tượng mòn cổ răng. Và việc khám răng định kỳ 6 tháng một lần là rất quan trọng. Chúng ta sẽ có thể kiểm tra những cái răng có những cái bệnh lý để phát hiện một cách kịp thời để điều trị sớm, tránh gây những cái hiệu quả nghiêm trọng. Và có thể chúng ta gặp những cái bất thường gì chúng ta sẽ đi kiểm tra ngay để tránh những cái hậu quả lâu dài. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên của bác sĩ.